Đoàn công tác Tổng cục 2 do Thiếu tướng Trần Quang Vũ, cục trưởng cục 12 thuộc Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng đến thăm và chúc mừng năm mới thành quỹ Cần Thơ. Thiếu tướng Trần Quang Vũ cho biết năm 2023, Tổng cục 2 luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời tham mưu kịp thời xử lý tốt các tình huống về an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ. Nhân dịp năm mới, đoàn gửi lời chúc đến Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ năm mới nhiều sức khỏe, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Tùng Nhiệm, trưởng ban nội chính Thành ủy, thông tin đến đoàn thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố trong năm qua. Trong đó, có sự đóng góp của lực lượng vũ trang thành phố, mong rằng sẽ tiếp tục hợp tác gắn bó, thực hiện tốt các nhiệm vụ, đảm bảo an ninh chính trị của thành phố trong thời gian tới.